Ngày 15 tháng 4, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với huyện Định Hóa tổ chức chương trình ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo tồn, phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Mai, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch. Về phía huyện có đồng chí Nguyễn Ngọc Tuân, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Bí thư huyện ủy, đồng chí Nguyễn Minh Tú, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện cùng một số ngành liên quan. Quy chế phối hợp tập trung vào việc quảng bá giá trị di tích quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa đối với du khách trong và ngoài nước để thu hút khách du lịch, phát huy tiềm năng thế mạnh của cụm di tích quốc gia đặc biệt, xây dựng các hoạt động cho học sinh trải nghiệm về nguồn ATK, thủ đô gió ngàn. Trên cơ sở đóng góp ý kiến của các đại biểu nhằm đưa ra giải pháp thiết thực phù hợp trong giai đoạn tới. Theo đó, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên và Ủy ban Nhân dân huyện Định Hóa đã tiến hành ký kết quy chế phối hợp nhằm thúc đẩy các hoạt động quảng bá về tiềm năng, lợi thế khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt ATK Định Hóa trong những năm tới.